Hơn 1/3 thanh niên Việt Nam chưa được tiếp cận các phương tiện tránh thai. Đây là lý do khiến tỷ lệ mang thai và nạo phá thai ở tuổi vị thành niên từ 10 đến 19 tuổi đang ngày càng có xu hướng tăng lên. Năm 2011, tỷ lệ có con trong nhóm tuổi vị thành niên là 46 trên 1.000 người. Cũng theo con số thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm khoảng gần 3% trong số ca nạo phá thai hàng năm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, tỷ lệ này sẽ còn tăng lên nhiều trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong một điều tra mới đây nhất của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, thì số ca nạo phá thai ở tuổi thành niên tại Việt Nam chiếm tới 20% tổng số ca nạo phá thai hàng năm. Đây là con số ở mức cao nhất so với các nước trong khu vực. Đa phần các đối tượng này đều thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục vẫn còn cao và có xu hướng gia tăng. Khi mang thai ở tuổi vị thành niên, còn có thể xảy ra rất nhiều rủi ro như nguy cơ sinh non, sinh nhẹ cân, thai lưu và chết sơ sinh. Trẻ sinh ra bởi các bà mẹ tuổi vị thành niên có nguy cơ tử vong cao hơn so với các bà mẹ trên 20 tuổi.